Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay có một con Pioneer 5.1 với hệ thống 6 loa vệ tinh. Chút nữa mình sẽ giải thích tại sao là 6 loa nhé. Và con này một hàng về rất là đẹp, giống như hàng lướt trưng bày siêu thị các bạn. Nó về một cái thùng, hai cái thùng giấy. Đây là cục súp có cổng HDMI và cổng USB rất là mới đẹp. Đây, công nghệ âm thanh vòm. Đây, chu HD luôn rồi các bạn. Đấy, và DTHD rồi. Tại vì nó có cổng HDMI mà. Và có cổng quang optical nữa. Và ở phía trước này lại có cổng USB nữa nha các bạn. Các bạn gắn USB rất là tiện. Nếu các bạn muốn chơi nhạc ở trong quán cà phê hay vân vân, cho nó nhạc nó chạy mà không cần bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo. Các bạn thấy cái màn hình rất là sáng đẹp. Và nguyên cái mặt là mặt nó là một cái mặt gương rất là đẹp nha các bạn. Ống ánh luôn và cục súp có bề ngang. Bề ngang rất là rộng và sâu về phía sau. Các bạn thấy cái bàn này, mình đã làm hai clip về hai con Pioneer 313 và 360. Đó là hai cái dòng đời trước của cái con này. Thì con này là con đời sau đã nâng cấp lên cổng HDMI và nó cải thiện cái bề ngang nhé. Con này nó cải thiện bề ngang của phần súp và nó vẫn giữ được cái chiều sâu của cái dòng Pioneer đời trước. Và lúc này nó tích hợp cái màn hình lên trên phía trước luôn rồi, chứ không có để cái một cái màn hình rời ở bên ngoài nữa. Đó, rất là gọn gàng và rất là hầm hố nha. Rất là mới đẹp luôn, vuông vức góc cạnh hết. Móng lưỡng các bạn. Và đây, trong cái thùng giấy còn lại là cái loa vệ tinh mà còn bao luôn, nên bao rất là kỹ lưỡng. Do đó mình muốn cho các bạn xem chi tiết cái phần là mở cái thùng này ra. Đó, 6 loa. Cái phần đế để bắt dính những cái loa này lại với nhau, giống như cái dòng đời trước. Đây, dây loa này các bạn, nó có đấu theo màu. Dây loa này ruột bằng đồng nhé, rất là dài. Nó mảnh thôi, nhưng mà ruột nó bằng đồng nha các bạn. Đó, ruột bằng đồng và rất là dài nữa. Đây là những cái bát để bắt nó treo tường lên nè. Đó, đấy, cái này thì khá là lạ nè các bạn. Cái này cực kỳ hiếm luôn nha, chắc trong thùng thì nó mới còn cái này thôi. Cái thiết bị MACC, cái thiết bị gọi là thiết bị room chế độ định hình cái âm thanh theo cái thể tích của cái phòng và cái vị trí đặt. Thì khi cái này gắn vào thì cái cục này nó sẽ nhận, nó là một cái cảm biến, nó dạng như cảm biến và nó có thể cảm nhận được cái không gian của phòng và nó sẽ chỉnh nhạc tùy theo cái thể tích, cái không gian của cái phòng đó. Cái đó là cái phần lý thuyết, nó ít khi nào mình gặp được cái cục này về lắm, hiếm lắm luôn á. Rồi, còn đây 6 loa vệ tinh thì trong đó có hai cái center giống cái dòng đời trước 313, nhưng mà con này thì nó làm kiểu bo tròn hơn. Ok, và đây các bạn, mình để tiết kiệm thời gian thì mình đã gỡ nó ra. Các bạn thấy nó còn rất là mới luôn. Đây, gỡ cái bao ra rồi nha các bạn. Nè các bạn có thấy nó ánh cái lưới nó còn ánh kim lên luôn nè. Và bản thân cái loa cũng vậy, nó có một cái lớp phủ kim rất là đẹp. Nó không phải là màu đen trơn nha, nó có phủ một lớp kim bóng ánh kim lên nè. Đó, con này xanh lá, nó để cái màu này xanh lá, có nghĩa là center, nó ghi center màu xanh lá nè các bạn, dễ phân biệt nha. 8 ohm một loa, sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn, điện nha, hàng nội địa nha, hàng nội địa xuất về thị trường Nhật thì điện 100V. Cái đó mình rõ ràng thôi, tại vì cũng có nhiều khách cũng có hỏi về vấn đề này thì mình cũng giải thích khá là nhiều, nên nhân tiện mình nói luôn, nhà máy sản xuất của nó đặt tại Trung Quốc và nó xuất về tùy cái mỗi thị trường, chẳng hạn như châu Á, Đông Nam Á vân vân, thì giá thành và mỗi cái thị trường nó sẽ có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Và đặc biệt thị trường Nhật thì điện 100V và tiêu chuẩn của Nhật thì các bạn đã biết rồi. Và tới bây giờ hiện tại thì rất là bền và rất là mới. Đây, em con này màu trắng front left là bên trái.
Ok, để mình đặt camera xuống rồi để dễ hơn nhé. Bắt đầu bây giờ mình sẽ bố trí cái video clip này, có thể nó sẽ hơi kéo dài một chút nha các bạn, do thứ nhất là mình hướng dẫn cái cách sử dụng, cái cách bố trí và khui cái thùng nữa. Nếu các bạn có thấy thì có thể tua qua cái đoạn này để test cái phần âm thanh nhé. Màu trắng led nè, nó ghi chữ led là L, là front led, surround right là bên phải, màu xám, và con này đỏ là front right là phía trước. Ở đây màu xanh surround left là bên này, center ở giữa, center luôn ở giữa hai cái center. Ok, và đây các bạn có thể thấy cái cách bố trí nó là như vậy đấy các bạn. Và các bạn thấy mình bố trí như vậy nhé. À, và còn cái bát nó nằm ở phía sau nữa, chút nữa mình sẽ cho các bạn xem phần ở bên ở phía sau của cục sức này nhé. Chúng ta đang tập trung vào cái phần cách bố trí và mặt trước của những cái loa. Đây nó có hai cái bát, có hai cái miếng đệm nữa các bạn, rất là mịn để hạn chế làm trầy loa, và nó cong tròn như vậy. Đây các bạn, các bạn có thể để nó hai cái bát này tròn này các bạn, hai cái chỗ để các bạn gắn cái bát này vào, một đó front center để vậy đó, các bạn thấy không, nó có hai con ốc bắt vào. Còn nếu bạn muốn bắt ba loa vào thì để nó lên trên vậy. Thì các bạn sẽ để nó lên như vậy đó. Thì khi này các bạn sẽ biến nó thành một loa, hai cái loa stereo hai bên đặt. Nếu các bạn muốn tiết kiệm diện tích, đặt hai bên cái tivi treo lên tường nhé. Những cái này nó có, nãy nó có kèm theo cái bát để bắt lên tường đó các bạn. Các bạn chỉ cần gài nó lên tường thôi, treo nó lên. Rồi, các bạn có thể để như vậy, hoặc là các bạn để như vậy, hai loa như vậy nè, đó. Và cái surround thì các bạn để xa. Đấy, mình hướng dẫn một số cách bố trí nhé, như vậy, hoặc là như vậy, hoặc là ra như vậy luôn. Đó. Ok. Con này tại sao nó thiết kế hai cái center? Hai cái center như vậy thì các bạn phải biến thành cái bộ stereo nó dễ dàng hơn. Đó các bạn thấy không? Stereo. Biến hai cái loa thành hai loa stereo trái phải khi các bạn chuyển qua chế độ stereo 5 loa nhé. Có chế độ nghe nhạc stereo 5 loa, rất là hay. Tiếng rất là sáng nét, và bass rất là chắc, không có bị rền. Khi mà các bạn chuyển qua coi phim thì cái âm bass của coi phim nó sẽ khác cái âm bass khi nghe nhạc đó. Còn nếu và các bạn có thể dễ dàng đặt hai bên hoặc là ở giữa cái tivi như vậy đó. Nếu các bạn đặt như vậy nè, các bạn muốn dễ dàng chỉnh theo cái hướng của mình đó, rất là dễ dàng biến thành vậy hoặc là đi chung với nhau vậy. Nếu các bạn biến nó thành vậy thì các bạn có thể gắn nó làm chung với nhau, các bạn có thể gắn hai cái center này lại với nhau như vậy nè đó. Thì các bạn để ở giữa tivi. Nãy giờ để đúng ra chúng ta phải để nó ở trên cái bàn này nhé. Còn cục súp thì chắc chắn các bạn nên đặt ở dưới đất. Cục súp này đặt ở dưới đất nhé. Chứ các bạn không thể nào đặt ở trên bàn đâu, tại vì nó sẽ chiếm diện tích và nó rất là, khi mà bass đánh nó rung chuyển những cái vật dụng ở trên mặt bàn. Và khi chúng ta đặt bát ở dưới đất thì cái bát cộng hưởng với mặt sàn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta đặt ở trên bàn. Âm bát nó sẽ lan tỏa tốt hơn. Và đây ở phía sau, mình xin nhắc lại là cái phần này nó hơi dài, do đó các bạn có thể tua qua để các bạn có thể nghe nhạc nhé. Test trực tiếp vào cái phần âm thanh, bạn thấy vuông vức góc cạnh rất là đẹp, màu sơn cũng còn rất là mới. 3 cổng HDMI nhận nè, 1, 2, 3, 1 cổng xuất, 2 cổng optical nhận nè, 1, 2 nè. Cổng này là cổng sub điện. Oh, sorry các bạn, cổng này cổng coaxial, xin lỗi. Coaxial có thể gắn từ đầu CD xịn vào. Còn coaxial thì nằm trên những CD tốt. Còn là 1, 2, 3, 4. 4 cổng analog nhận và 1 cái analog ở phía trước, chỗ USB hồi nãy nữa là 5, 5 cổng nhận. Và có cổng out nữa nha các bạn. Nè, một cổng out nè, hai cổng out nè.
Đó, hai cổng ao là có thể là xuất ra được hai cái âm ly nữa để chơi tiếp nữa nha. Khi đó nó làm giải mã HDMI nè, nó giải mã cổng quang và nó xuất tín hiệu ra được hai cái âm ly nữa và âm thanh nó vẫn tiếp tục chơi ở loa này. Ồ, rất là pro nha các bạn, nó là một cục súp kim kim âm ly kim cái phần đầu giải mã và ở phía sau là bass nè. Đây cái bass rất là lớn nằm ở phía sau. Con này có cái quạt tản nhiệt nữa nè. Đó. Nó tăng bề ngang khá là rộng so với những cái dòng đời trước. Tăng thể tích âm trầm lên. Và đây loa nè các bạn. 5 loa, hệ thống 5 loa nè. 1 2 3 4 5 và một súp là 6. Đó các bạn thấy nó đánh đánh theo cái màu rất là rõ ràng. Do đó ở trên cái phần loa này các bạn cũng dễ dàng đấu theo. Và chúng ta đã gắn dây cho cái những cái loa vệ tinh của chúng ta. Đây các bạn. Gắn dây rồi nhé. Và như cái mình nói là nãy mình có phân biệt theo màu rất là dễ. Và tạm thời thì mình sẽ bố trí theo cách này. Rồi, và hai cái center ở giữa. Có một bộ về thì cái người chơi ở bên Nhật nè, mình còn một cái loa nó không được đẹp bằng. Đó, cũng cũng rất là cũng còn khá là mới nhưng mà không được đẹp bằng nhé. Thì họ đấu như vậy nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Một cái loa trước và cái loa center chung với nhau. Một bên. Cái center trái, center phải. Đó, nó được chuyển qua theo hai hướng. Cái cách bố trí là như vậy, họ làm như vậy nè. Đó, chơi vậy nè các bạn. Vừa kết hợp giữa stereo và vừa kết hợp giữa này hai cái sờ rau. Hai cái sờ rau này chúng ta sẽ đặt càng xa càng tốt nhé. Nếu mà đưa ra ở hai bên góc xa tivi hoặc là ra cả về phía sau nữa thì nó sẽ tạo hiệu ứng âm thanh vòm rõ hơn rất là nhiều. Khi chúng ta coi phim, coi chương trình thể thao vân vân và ngay cả nghe nhạc mà ở chế độ phòng studio hay là kiểu phòng phòng trà thì âm thanh nó từ nhiều hướng nó sẽ tạo một không gian rất là giống thật. Con này cái bass thì khỏi các bạn khỏi khỏi lo ở phần bass nhé. Sấp điện rồi.
đang nghe nghe nhạc qua cổng analog ở phía sau, chơi trên YouTube rất là sôi động. Sub điện của Pioneer, tiếng bass thì các bạn không cần phải lo lắng, trầm, khỏe, sâu, rất là chắc tiếng chứ không có bị rền. Và đây là dòng, một dòng cải tiến cục sub, những cái dòng này nghe rất là hay. Còn đây, một sự so sánh nhỏ nha các bạn. Đây là một con Labo Boss đó các bạn. Đây, chỉ đỏ luôn nha, con này ngon à. Đây, các bạn thấy thiết kế đó nhìn khá giống không? Nhưng mà anh này thì anh làm tròn hẳn luôn. Nhưng mà cái loa này thì nó lớn hơn con... Này, đây các bạn, nó lớn hơn nha. Để các bạn dễ hình dung cái kích thước của cái con Pioneer này và con Boss nha. Đó. Chép của nó cũng là một cái dạng chép toàn dải như vậy. Con này thì 6 cm, còn con kia thì 8 cm. Toàn dải nó lớn hơn. Và chúng ta có thể dễ dàng chỉnh âm lượng của bass và chỉnh âm lượng của từng loa vệ tinh một, giống như nãy mình vừa thao tác ở trên cái màn hình này bằng điều khiển nha. Khi các bạn chỉnh cái loa vệ tinh này lớn hơn, lớn lên thì nó cái phần âm mid và treble nó sẽ sáng nét hơn, sẽ tăng lên. Thì tại cái loa toàn dải nha các bạn, nó đánh cái phần âm mid và treble dải trung và dải siêu cao. Rất là bén tiếng luôn. Dây loa rất là dài. Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao làm nên khói sương răng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đang dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để chúng ta đang nghe qua cổng analog. Và bây giờ mình chuyển qua cổng digital, cổng optical nha các bạn, cổng quang. Các bạn có thể gắn cổng quang hoặc là cổng HDMI trên TV xuống nhé. Và rất là nhiều cổng kết nối nên các bạn có thể kết nối cùng một lúc với nhiều thiết bị khác nhau và chỉ cần bấm nút input chuyển cổng thôi. Ở trên đầu máy hoặc là ở trên điều khiển. Mình mở tiếng lên lại nha, nãy giờ đang không tiếng. Pop rock vân vân. Và
và mình đang nghe chế độ Extra Stereo. Xin mở nhỏ lại để có thể cho các bạn tham khảo về cái phần âm thanh chi tiết. Chỉnh các âm lượng của từng loa vệ tinh, là C là center nhé các bạn, ở đang mức 0 decibel. Và mức cao nhất của mỗi loa các bạn có thể chỉnh là 8 decibel, và mình đang cho led là loa bên trái và loa trước bên phải cộng 6 nha. Âm thanh rất là sáng nét. Và chúng ta đang nghe ở chế độ extra stereo, 5 loa đều đánh stereo. Âm thanh rất là rõ ràng, chi tiết, không có cái độ vọng. Còn stereo là stereo hai loa, chỉ đánh hai loa trước thôi. Và nhiều chế độ xem phim và nghe nhạc khác nữa. Con này có chuẩn HD, true HD rồi, do đó nó xử lý âm thanh bằng những con chip đời mới. Và đây là cái phần quan trọng, là cái phần sub này các bạn. Con này nó chơi nó xuất được hai loa nữa nhá, Strat nè các bạn. Các bạn có âm ly nào á, âm ly lớn á hay gì đó đang chơi á, nó có thể đánh được hai cái Strat nữa, nó truyền tín hiệu cho hai cái loa đó biến thành hai cái loa Strat, thì có nghĩa là thành 7.1 nha các bạn. Mình nghĩ 5 loa là chắc ổn rồi, dư. Nếu các bạn có biết cách bố trí á chính xác ở trong phòng á, để xa nó ra, thì cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ còn tuyệt vời hơn rất là nhiều, và coi phim rất là sướng nha. Nghe nhạc thì rất là sáng nét và bass đập rất là chắc. Đây nè, cái phần sub nè, subwoofer nè các bạn. Đây subwoofer nãy giờ đang ở mức 0 đó nha. Không biết nó cho chỉnh bass tới 15 decibel lận các bạn, nãy giờ đang ở mức 0 đó nha. Còn mức cao nhất là 15 decibel. Rồi, xấu luôn nè. Chẳng hạn như các bạn đang mở nhỏ nha, các bạn mở nhỏ thôi, rồi các bạn muốn bù cái âm bass vào thì các bạn tăng nó lên. Nó vác cái cảnh là cái cổng này có thể gắn là USB và iPod nha các bạn, dây nối là iPod, iPhone vân vân. Cái đường USB này là cái đường 2.0 ở phía trước này, có thể kết nối với lại iPod hoặc là iPhone và USB trực tiếp như vậy. Bản tình cuối Tuấn Ngọc. Con rơi và ngắm con vai trên cuộc tình yêu em ngày nào, ta đã yêu và ta đã mơ,
trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ nhưng tình ngỡ xa xôi. Hôm nay một cái bài test khá là dài về con Pioneer 333. Đấy, có xuất hình 3D nữa nè, Picture Support nè, cổng HDMI đó các bạn. Ngoại hình rất là mới, đẹp và có nhiều phụ kiện kèm theo. Đặc biệt là cái phần dây loa rất là dài. Dây đồng của Nhật đấy các bạn. Các bạn nếu mà tính tiền cái bịch dây này không, đó là bộn tiền nha. Các bạn thấy một sợi của nó nè. Sợi này chắc là sợi surround rất là dài. Sợi phía trước thì nó sẽ ngắn hơn, ít nhất là 8 mét. Dây đồng nguyên chất của Nhật, nó tính tiền bằng tính ra mét thì nó rất là lợi nha. Và ngoại hình rất là đẹp, âm thanh chất lượng và nhiều cổng kết nối hiện đại, trưng bày cũng rất là đẹp và chơi được cái phòng diện tích lớn, không gian thoáng, còn nghe nhạc và xem phim được nữa, chơi game luôn và xem các chương trình TV, thể thao vân vân. Các bạn có thể tham khảo thêm trên website của mình hanoidiannhienvu.com cũng như Facebook và Zalo này nha. Và nhớ bấm like cho mình nếu cảm thấy thích cái dàn âm thanh này và thích cái bài review này nhé các bạn.